Có Thương Quyền. Quyền này, vậy là có chú rồi phải không? Dạ. Rồi con, bác chứ, đúng rồi bác Thương Quyền. Bác Thương Quyền khỏe không? Chắc là khỏe hơn khỏe cái lúc mệt. À, trời ơi, đây lớn rồi. Anh ơi, cháu vui quá, gặp cháu này vui vui. Hai chồng đẹp, nhảy đẹp mà hát hay nữa. Con cảm ơn. Cái chương trình là nhất. Em. Anh Hoàng Phúc nè, ăn dữ quá. Con ơi. Cứu hồn. Hôm 21 vẫn còn cái cảm giác cũng mốt mốt bằng ngón tay vậy thôi à. Chút xíu luôn. Rồi đại quá văn minh vậy. Vậy hả? Ok ha. Rồi vậy mình lát đi. Ok, khỏe không? Không có ai rồi em kiểm tra không phải là. Ok, cảm ơn. Khỏe không? Khỏe không? Với mẹ ông Thành Kinh. Khỏe cơ. Dạ cô này con. Thử quà sinh khấu. Khách khóa đầu tiên con nghĩ là má Phường Chi của chú Châu nè. Mời má Chi lên vậy. Đây để lấy cho Linh chứ. Cái việc mà vui vẻ như vậy thì để mở bàn á, Chi hát vật phẩm ly rượu mừng. Wow, đồ ăn ngon quá cô. Ngon quá hà cưng ha. Trời ơi, ba có tới không? Dạ ba ngồi sao cô? Người thật việc thật nè, đó mà hai ngọc đáng nè. Quá đẹp anh mà, nàng mà. Được mời anh sinh nhật mà, đúng không? Được mời anh sinh nhật mà, đúng không? Đây, nữ nghệ sĩ Cẩm Thu. Khỏe không? Dạ, khỏe. Em chơi không? Dạ, dạ, được, được. Ngày vui đừng che ta chung nơi đời. Mừng anh năm cũ vui lúa. Sinh nhật anh là tuổi 38 hả? 39. 39 là nè. Xin lỗi. Cảm ơn gia đình đến đó nha. Dạ. Lâu lâu hợp mặt với bạn sinh nhật. Quá hợp mặt. Có nhìn ra Tuấn Tú có đẹp đẹp phải không?
Việt Nam sẽ là người giới thiệu ở đây và giao công quý vị. Dạ kính thưa tất cả quý vị trong khán phòng bây giờ, Việt Nam được xin phép thay mặt Tuấn Châu để thay đổi bầu không khí, gửi về quý vị chở Việt Nam sẽ lên đây sẽ bắt đầu vào phần cổ nhạc của đêm hôm nay. Mời quý vị cho một tràng pháo tay rất là ưu ái đến cái người mà thân của Việt Nam, đó là nữ nghệ sĩ Cẩm Thu. Em ơi, nếu mà em lên em bài gì cũng được, nhưng mà em đừng có hát cái bài mà mẹ gì đó, con gái của mẹ, tại vì chúng ta không phải con gái. Mà quý vị trong càng có tay rất là dễ thương, mình sự hiện diện của quý vị đêm nay, birthday của chúng ta ngày hôm nay. Thank you. Chúng ta mau ăn chống lớn. Thông tin thì anh Việt Nam mới đi thôi, hôm nay hết dựng cổ. Mà nếu mà những cái ca bài gì mà nhờ cổ không buồn.
mà gánh tình chúng đã gái đổ từ lâu rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.